Theo báo cáo trên ứng dụng Voronoi Visual Capitalist cho biết, Việt Nam gây bất ngờ khi đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với hơn 21% dân số sở hữu tiền ảo. Việc sở hữu tiền ảo ở Việt Nam cũng không bị đánh thuế. Điều này khiến tiền ảo trở thành một tài sản hấp dẫn với phần lớn người dân. Một lý do khác giải thích tỷ lệ sở hữu cao của Việt Nam có thể là do phần lớn dân số chưa được tiếp cận với các dịch vụ tài chính. Do đó, tiền ảo trở thành một phương tiện thay thế giúp người dân không phụ thuộc vào ngân hàng truyền thống. Thành phố Hồ Chí Minh đang vào đợt cao điểm tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra thức ăn đường phố. Đây không chỉ là hoạt động răn đe sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người nhập viện, mà còn là tiền đề nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm cho người dân tại cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có khoảng 14.500 điểm bán hàng rong. Các đội trật tự đô thị thành phố hiện đang triển khai lực lượng kiểm tra ráo riết cả ngày và đêm. Qua đó cũng cho thấy, do còn nhiều quy định chưa có quy chế cụ thể, khiến cho công tác kiểm tra xử lý gặp khó khăn, đặc biệt là các quy định về nguồn gốc mua bán, quy cách bảo quản chế biến. Vấn đề an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh đang nóng hơn bao giờ hết. Nhiều vụ ngộ độc hàng loạt đã và đang xảy ra. Chính vì vậy, việc kiểm tra giám sát càng trở nên cần thiết và thường xuyên được tổ chức hơn. Ngoài ra, người bán và người tiêu dùng cũng cần được nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm để tránh những trường hợp đau lòng, ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa khởi tố bị can đối với 23 đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu trên 200 triệu lít xăng, chuyên án 920G. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ thi hành các quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam. Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can, đồng thời tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trong vụ án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Trước đó, ngày 17 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án. Dự án đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ được thông toàn tuyến vào ngày 30 tháng 6 tới đây theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đối với đoạn Diễn Châu - Quốc lộ 46B, Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các hạng mục còn lại, đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả, quá trình quản lý, vận hành khai thác nếu có bất cập, phải khẩn trương điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện tham gia giao thông. Liên quan tới việc một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt mà không nhận chuyển khoản, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Theo đó, Cục yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là đơn vị đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khẩn trương triển khai việc tiếp nhận thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị đăng kiểm liên hệ với Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hỗ trợ giải quyết. Huyện Bình Liêu và huyện Hải Hà Việt Nam phối hợp với chính quyền nhân dân khu Phòng Thành Trung Quốc vừa tổ chức hội đàm thống nhất đề xuất phương án tổ chức lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô Việt Nam - Động Trung Trung Quốc. Cặp cửa khẩu song phương này gồm lối thông quan Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, Lý Hỏa, Trung Quốc và cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, Động Trung, Trung Quốc. Hai bên dự kiến thống nhất đề xuất thời gian thực hiện trong tháng 5 năm 2024, trong đó lễ công bố mở cặp cửa khẩu Hoành Mô, Động Trung sẽ được tổ chức tại km 0, cầu đường bộ cửa khẩu Hoành Mô, Động Trung. Lễ công bố mở lối thông quan Bắc Phong Sinh, Lý Hỏa sẽ được tổ chức tại km 0, cầu vận chuyển hàng hóa Bắc Phong Sinh, Lý Hỏa. Dừng đỗ sai quy định được đánh giá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, nhất là ở Hà Nội. Khi mà hạ tầng giao thông vốn đã không đáp ứng được lưu lượng phương tiện, nhiều tuyến phố tại thủ đô phải gánh gấp 8 lần lưu lượng thiết kế, thì bấy lâu nay vẫn phải chịu thêm phần áp lực từ việc tận dụng lòng đường để dừng đỗ phương tiện. Chính điều này đã cho thấy rõ nguyên nhân đó là mạng lưới hạ tầng giao thông tĩnh của thủ đô còn thiếu hụt. Mặc dù đã có những biển báo cấm dừng đỗ, nhưng trên tuyến đường Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, lúc nào cũng có hàng dài xe ô tô đỗ dưới lòng đường như thế này. Đi qua nhiều tuyến đường khác trong nội thành Hà Nội, tình trạng dừng đỗ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường cũng diễn ra tràn lan, gây cản trở giao thông. Đã cẩu kéo,
xe và xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp để xe trên vỉa hè cũng như là dưới lòng đường mà vi phạm quy định ấy. Đấy, tuy nhiên là cái lực lượng, có các lực lượng của phường thì là mỏng và phải dàn trải trên nhiều tuyến phố ở trên địa bàn phường. Nên là đôi khi là vẫn còn cái tình trạng dừng đỗ sai quy định. Còn đây là một điểm dừng đỗ ô tô tự phát nằm trên đường Nhật Tân Nội Bài, đoạn qua khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Được biết điểm đỗ này đã có từ lâu, các xe vận tải hành khách thường xuyên dừng đỗ trái quy định, cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Thật sự là cũng biết chúng tôi như ủy ban là cũng biết là cái việc của người dân là gửi xe làm ảnh hưởng đến sân bay là một, hai là công tác phòng cháy chữa cháy cũng rất là đáng nói. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo là công an xã thường xuyên là kiểm tra và lập biên bản các gia đình để xử lý các chỗ mà bãi xe như vậy. Hiện nay diện tích đất của thành phố dành cho giao thông tỉnh và các điểm bãi đỗ xe công cộng mới chỉ đáp ứng khoảng 8 đến 10% nhu cầu đỗ xe. Còn lại 90% lượng xe đang đỗ tại bãi đất trống, đất xen kẹt, đất dự án chậm triển khai, những khu vực công cộng như lòng đường, vỉa hè, bãi xe trong bệnh viện, trường học, công viên, trung tâm thương mại, khu chung cư, trụ sở cơ quan, đơn vị và tại nhà dân. Diện tích giao thông tỉnh để dành cho đỗ xe hiện nay đây là vấn đề quá nóng. Hà Nội thì đặt ra chương trình này là rất lâu rồi. Chúng ta muốn có 73 cái bãi đỗ xe lớn để chúng ta có thể thỏa mãn được cái nhu cầu cỡ khoảng 60% cho nhu cầu người dân, nhưng mà tại sao nó ì ạch đến bây giờ vẫn không thể làm được. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tốc độ phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông không theo kịp tốc độ gia tăng phương tiện đang tạo nên áp lực rất lớn, đặc biệt cho mạng lưới giao thông tỉnh. Việc tạm thời sử dụng một số hè phố, lòng đường làm nơi trông xe hiện nay chỉ là phương án giải pháp tạm thời để đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân trong khi các bãi đỗ xe chưa được đầu tư theo quy định. Do vậy, trước mắt, Sở kiến nghị trong dự thảo luật đường bộ cần bổ sung quy định về việc cho phép sử dụng gầm cầu làm nơi đỗ xe tạm thời. Quy hoạch 1.620 cái bãi đỗ xe, nhưng trên thực tế mới đầu tư được có 57 cái hoạt động. Thế còn lại là quy hoạch ngầm, quy hoạch gara cao tầng đổi các cái khác. Hiện nay vướng rất nhiều về cơ chế, không hấp dẫn nhà đầu tư. Vì thế đỗ xe lòng đường, vỉa hè, đỗ xe tạm, các thứ nó rất là nhức nhối. Thì chúng tôi cũng đang báo cáo và thành phố đang chỉ đạo rất là tích cực cái câu chuyện này. Chúng tôi đã đề nghị vào luật đường bộ để mà cho phép các cái đô thị lớn có thể tạm thời đỗ xe ở gầm cầu để giải quyết một phần cái nhu cầu đỗ xe này. Áp lực giao thông tỉnh, trong đó có việc quy hoạch chỗ đỗ xe ô tô công cộng, vẫn đang từng giờ, từng phút đè nặng lên hạ tầng của Hà Nội, gây ra nhiều hệ lụy. Không ít giải pháp đã được đưa ra để tháo gỡ, nhưng những khó khăn vẫn còn đó, đòi hỏi chủ trương chính sách phải nhanh chóng đi vào thực tiễn. Có như vậy, bài toán về thiếu hụt hạ tầng giao thông tỉnh mới được từng bước giải quyết. Thiên tai biến đổi khí hậu từ trộm bất thường thì nay đã trở thành bình thường. Vậy làm thế nào để thích ứng với điều kiện mới này? Đây là câu hỏi được đặt ra tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm canh tác trên sa mạc của Israel do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội. Chia sẻ tại hội thảo, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam từng là quốc gia có nhiều nước nhưng đến nay thiếu nước xảy ra thường xuyên. Vì thế, ngành nông nghiệp mong muốn tham khảo kinh nghiệm từ Israel về những giải pháp giúp người dân gia tăng sinh kế, đặc biệt là các giải pháp về công nghệ. Đến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đã áp dụng các giải pháp tiết kiệm nước đạt 528.000 ha, chủ yếu tập trung ở những cây trồng có giá trị kinh tế cao, phục vụ xuất khẩu. Mùa khô 2023-2024, hạn hán và xâm nhập mặn khốc liệt trên diện rộng tại các tỉnh Nam Bộ. Tại Tiền Giang, các cống ngăn mặn trong vùng dự án ngọt hóa Gò Công đã phải vận hành đóng ngăn mặn triệt để, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng. Theo công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang, hiện tại chỉ còn cống Xuân Hòa lấy ngọt khi điều kiện cho phép, lấy gạn nhằm bổ cấp vào nội đồng. Đây là giải pháp phù hợp và mang lại hiệu quả của tỉnh trong tình hình diễn biến hạn hán và xâm nhập mặn khốc liệt. Đơn vị cũng tăng cường cán bộ kỹ thuật túc trực 24/24 giờ tại cống Xuân Hòa, đo và quan trắc, vận hành cống lấy nước vào nội đồng khi độ mặn cho phép.
Từ đầu năm đến nay, các hiện tượng mưa đá, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cháy và sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên cả nước. Để sẵn sàng phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2024, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng đã sẵn sàng các phương án. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng ứng phó các cấp, tập huấn, hướng dẫn, áp dụng quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa, trong các chương trình cứu trợ khẩn cấp, nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn lực cứu trợ, ứng phó và hỗ trợ phục hồi, rà soát bổ sung các mặt hàng cứu trợ, đồng thời chỉ đạo các tỉnh, thành hội tiếp tục tăng cường triển khai nhiệm vụ được phân công và tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình cộng đồng an toàn tại các địa phương. Hiện cả nước có hơn 400.000 tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ, trong đó mỗi tỉnh, thành phố đều có ít nhất một đội tình nguyện viên về phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 31 tập trung giới thiệu đến những sản phẩm công nghệ, thiết bị tiên tiến nhất về y tế, dược phẩm và những đổi mới tích cực, thành tựu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2024. Y tế là một lĩnh vực mà được ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại rất là nhiều, và chúng ta có cái triển lãm này thì người dân Việt Nam cũng như là các giới chức chuyên môn của Việt Nam mới có thể là có cơ hội để mà được tận mắt nhìn thấy những cái thành tựu mới, những cái công nghệ mới về khám bệnh, chữa bệnh cũng như là điều trị, và các cái công nghệ trong lĩnh vực dược hoặc là trang thiết bị, đó đều là những cái vấn đề mà rất là quan trọng đối với việc phát triển nền y tế toàn diện ở Việt Nam. Trong khuôn khổ triển lãm đã diễn ra một số hội thảo với các chủ đề như hợp tác y tế Việt-Nhật, các phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh của Nhật, ứng dụng AI trong y tế số, tọa đàm giao thương với các doanh nghiệp trang thiết bị y tế và dược phẩm. Năm nay thì chúng tôi đã mời được rất là nhiều chuyên gia, bác sĩ từ các cái bệnh viện lớn, cơ sở y tế hàng đầu của Nhật Bản về Việt Nam để giới thiệu về các cái công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh. Mọi người có thể hiểu biết thêm về các cái lĩnh vực y tế tiên tiến của Nhật Bản và từ đó để có được các cái hợp tác tốt hơn. Bệnh viện chúng tôi có những công nghệ phục vụ trong việc chẩn đoán và phát hiện ung thư sớm. Chúng tôi mong muốn có những đối tác ở Việt Nam để cùng hỗ trợ trong việc điều trị lâu dài cho các bệnh nhân ung thư. Việt Nam Medifarm 2024 đã tổ chức được hơn 500 gian hàng, quy tụ hơn 350 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Hành trình 31 năm kết nối doanh nghiệp y dược trong cả nước và quốc tế, Việt Nam Medifarm 2024 đã tạo cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng tìm kiếm thị trường mới, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố còn hơn 2.100 công trình còn tồn tại vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, hơn 1.400 nhà chung cư, gần 400 chung cư mini cũng có nguy cơ cháy nổ cao. Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra tất cả các cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy 1.213 trường hợp, với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng, tạm đình chỉ 351 cơ sở, đình chỉ hoạt động 118 cơ sở. Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều chủ cơ sở, chủ hộ gia đình đã thực hiện bổ sung các giải pháp trước mắt để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình, như đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị địa phương phải vào cuộc tích cực hơn. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra. Liên quan đến vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương xảy ra tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, sáng nay Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Feng Yong, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Bình Minh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương xảy ra tại công ty trên. Như đã đưa tin, sáng ngày 1 tháng 5, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực xưởng bán thành phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Gỗ Bình Minh làm 6 người tử vong, trong đó có một người quốc tịch Trung Quốc.
5 công nhân khác đang làm việc gần đó bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật khiến lò hơi phát nổ, gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Sóc Trăng bắt quả tang 4 đối tượng gồm Lâm Vĩnh Phúc, Trần Thị Kim Tuyền, Nguyễn Phương Bắc và Nguyễn Thanh Tùng về hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Cụ thể, lúc 15 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5, các đơn vị tiến hành kiểm tra nhà trọ ở số 72 Dương Minh Quan, phường 3, thành phố Sóc Trăng, bắt quả tang Phúc, Bắc, Tùng đang tàng trữ sử dụng trái phép ma túy tại phòng trọ số 12 do Phúc thuê. Khám xét phòng 12 và phòng 15 do Tùng thuê, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 108 bịch ma túy đá, một nõ thủy tinh dùng để sử dụng ma túy cùng một số tang vật khác. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Kim Tuyền, thu giữ thêm 6 bịch ma túy đá. Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.